Rồi xin tặng đội số 10 năm thiên thần và ba ác quỷ. Rồi đội số 1, con không hiểu. Rồi đội số 2, không không hiểu của mình. Đội số 3. Đội số 4. Rồi tiếp tục. Đội số 7. Quá trời trời luôn. Chụp hình mới chưa? Đội số 8. Chụp hình ra, chụp hình ra. Đội số 9. Đội số 10. Đội số 10 đâu? Xin thần đội số 10. Nam ác quỷ. Bây giờ mà còn cầm trời chạy. Không hiểu đi. Còn cái cờ đâu? Lát cờ đâu? Xin tặng em ba ác quỷ nữa. Hôm nay đội số 10 ngập ác quỷ luôn. Ơi ác quỷ kìa chạy lên. Rồi tất cả không có hiểu. Rất cờ luôn rồi. Giữ cờ chắc cho nha anh. Đó cờ thì chết à. Em đang cờ bên kia, bên kia, bên kia. Chút hào hận. Đây đây. Anh xin mời 10 đội phó tiến lên đây. 10 đội phó của các đội tiến lên. Trong vòng 5 tiếng tiếp. 5 4 3 2 2 1 tiếp tục nha. Đội số 2. Đội số 1. Đội số 2. Đội số 3. Đội số 2. Đội số 2. Xin cho đội số 5 đi tập trung chạy. Rồi xin các đội chúng ta, các đội phó chúng ta nhận cái bản tên của mình và tìm cái cây gắn lên, đồng thời cầm đi theo đội của mình, cầm theo cái cờ đó, được chưa? À, không biết trong vòng 10 phút đi kiếm cây gắn cái bảng này lên. Rồi bắt đầu, tất cả các đội phó chú ý. Rồi bắt đầu các đội phó đi kiếm cây gắn cái bản tên này lên cho anh. Bắt đầu. Đội nào nhanh nhất sẽ được hưởng thiên thần. Tự đội phó đi kiếm và cộng lên đội nào đẹp và nhanh sẽ được tặng 10 thiên thần. Các đội viên cổ vũ cho đội phó của mình coi. Rồi, được rồi. Xin mời 10 đội trưởng tiến lên. Trong vòng 2 tiếng tiếp. 1, 2. Còn nhỏ mà. Rồi, tặng đội số 1. 2 ác quỷ. Đứng lộn nhỏ. Tặng số 1 là. Rồi.
Cái gì không mình nhá? Hai biết. Nhanh lên. Rồi, các đội trưởng từng sau. Rồi. Rồi, các bạn giải sinh ơi. Các bạn giải sinh ơi. Các bạn giải sinh à. Các bạn có thấy đội trưởng nào đẹp trai nhất, đẹp gái nhất không? Đội số 2. Đội số 2. Rồi. Các đội trưởng bắt đầu. Làm nhiên. 1, 2, 3. Làm nhiên. Cách đẹp nhất. Làm kiểu cách đẹp nhất. 1, 2, 3. Rồi. Đội nào đẹp nhất? Đội trưởng nào đẹp nhất? Số 2. Mời đội trưởng, đội nào cũng đẹp. Riêng đội số 1 cho hai ác quỷ trong chú ý. Ơi cái gì mà. Xin tặng mời đội trưởng 3 tiếng là. Xin các đội trưởng chúng ta về hô công hiệu của đội của mình. Rồi tất cả các trẻ xin giúp đội phó của mình gọt lại cái bảng cho đẹp. Ở đâu em ở đội ở đâu? Đội số mấy? Đây, các em ơi. Tay đâu, tay đâu. Xin cho chúng ta cho một tràng pháo tay. Thật lớn để chào đón cha tráng xương của chúng ta. Rồi, con xin mời cha thánh hóa bữa trại và chúng con bắt đầu nhập trại. Chúng con im lặng, chúng ta đọc một kinh lạy cha, chúng ta dâng ngày hôm nay cho Chúa Giêsu. Và chính Chúa Giêsu đang ở với chúng con, ở chơi với chúng con suốt ngày hôm nay. Nhân danh cha và con và thánh thần. Lạy cha chúng con ở trên trời. Nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ. Lạy Chúa Giêsu, ngày hôm nay chúng con cùng chơi với nhau, cùng ở với nhau một ngày. Chúng con xin Chúa cùng chơi, cùng ở, cùng ăn cơm. Và tất cả mọi niềm vui của chúng con đều có Chúa hiện diện. Chúng con tin như thế vì chúng con là người con, người em và là người bạn của Chúa Giêsu. Xin Chúa chúc lành cho buổi trại ngày hôm nay, để chúng con luôn được sống trong niềm vui của Chúa, niềm vui của bạn bè, niềm vui của anh chị em giáo lý viên và niềm vui của cả giáo xứ nữa. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em một ngày vui tươi và bình an. Chúng ta vỗ tay mừng một ngày trại vui. Và giờ đây các em có thấy trước mặt chúng ta không? Xin phát cho mỗi đội 2 hũ kem. Xin phát cho mỗi đội 2 hũ kem. Rồi, xin phát. Mời đội trưởng chúng ta tiến lên. Mời đội trưởng chúng ta tiến lên. 1. Xin vào 3 đếm. 1. 2. 3. Xin cho đội số 3. Số 4. Số 8, số 9, 10 thiên đàng. Xin thử đội số 1, số 2, số 4, 5 ác quỷ. Cho một tràng pháo tay thật lớn. Cho nên khi mà được hiệu lệnh tổng hợp, các đội trưởng chúng ta chú ý, chúng ta phải nhanh chân lên để đội của mình được tiên thần. Còn không chậm chân thì ác quỷ sẽ về đội chúng ta. Nghe chưa? Rồi, xin bán cho mỗi đội 2 hũ kem. Đây là kem đường nhập khẩu từ bên Mỹ, Hoa Kỳ về, cho nên các em sức cẩn trọng, con là Việt Nam già.
nhưng mà chẳng đi chơi. Rồi, đồng ơi. Các tưởng chúng ta mở ra. Xin các anh chị giáo lý viên cùng cha chánh xứ tiếp một hàng ngang. Xin các chị giáo lý viên ban tổ chức tiếp một hàng ngang. Nghèo lệnh gà, nghèo lệnh của cha. Rồi, các bạn chạy xin ơi. Các bạn chạy xin à. Thấy các anh chị giáo lý viên chúng ta đẹp không? Thấy trạch sứ chúng ta đẹp không? Rồi, để trước khi chúng ta vào cuộc trại ngày hôm nay, chúng ta sẽ đánh dấu bằng một cái dấu tích gì đó trên mặt để chúng ta dễ thấy và nhận ra đồng đội của mình. Vậy thì bây giờ trước tiên anh xin mời các đội trưởng chúng ta tiến lên vẽ vào mặt những anh chị giáo lý viên và chưa nha anh chị giáo lý viên thôi nha cha chưa nha. Xin anh Bình cũng đứng xếp hàng luôn. Rồi chúng ta trang điểm cho các anh chị giáo lý viên của chúng ta. Không có chị Yến dạy đâu á. Các trẻ sinh ơi, ẩm chị Yến vô vị trí. Các đội số 10 đâu? Ẩm chị Yến. Không đi nhờ người mua đồ đã. Không có nhờ gì hết. Bây giờ không có nhờ gì đúng là à. Rồi, trong vòng 3 tiếng đếm các đội trưởng đưa về 1, 2, 3. Còn một chị giáo lý viên mới ra, xin tặng cho mấy xin tặng cho mấy màu lên đó đi. Rồi, giờ đây xin mời một bạn đội trưởng sẽ lên trang điểm cho cha. Xin mời đội nào giơ cờ trước, đội đó sẽ được lên trang điểm cho cha. Chưa nha, điểm 1, 2, 3 nha. Được trang điểm cho cha là vinh dự lắm nha. Và trang điểm đẹp nữa thì được hưởng yên thân. 1, 2, 3. Thằng nào cũng được. Ai cũng chưa nhanh hết. Thôi, 5 bạn chét cha, 5 bạn chét anh Sang. Xin mời, 5 đội chét cha, 5 đội chét anh Sang. Xin mời, 5 đội bắt đầu. Sang nè, bác ơi. Sang nè, đi đen thì ra thấy ác quỷ. Cũng nhanh Sang. Cũng chết. Rồi chưa? Cha mới có mặt rồi à đó. Rồi, cha bảy đủ 7 màu kìa, cha mới chịu. Rồi trên chán không có à. Rồi các bạn, rồi các đội trưởng, đuổi về. Về đội của mình. Rồi các đội trẻ sinh ơi. Cho cha và các anh chị giáo viên một tràng pháo tay. Nét đẹp trai của ngày hôm nay chuẩn bị bắt đầu. Các đội trưởng chúng ta làm dấu ấn cho đội các em chạy sinh của mình để chúng ta bắt đầu vào trại. Bắt đầu trong vòng 10 tiếng tiếp. Xin cho mở nhạc. Các đại sinh chúng ta bước vào. Rồi, 1, 2, nhanh lên, 3, 4. Thank you.
các em vệ sinh chúng ta vào rồi, chúng ta vào trong hàng của mình. Xin các bạn vệ sinh vào đội số 4. Đội số 4 đâu vậy, lào lên. Các bạn vệ sinh vừa mới đến, xin mời vào đội số 4. Xong chưa? Đội nào xong rồi? Không, không hiểu nhanh thôi. Xin hướng lợi của ai? Ai đi nào? Đội nào? Ai đi cùng có một bên thôi. Xin cho hai ác quỷ, mọi đội hai ác quỷ. Xong chưa? Các em trang điểm cho các vệ sinh xong chưa? Xong chưa? Bây giờ đội nào về bắt bài hát to nhất để được hưởng năm thiên đàng và tiến vào cổng chạy đầu tiên ngày hôm nay. Xin mời các đội trưởng về cho các đội. Ba con con. Tổ chức hội mẹ quỳ sẽ được ứng với ác quỷ nha. Hôm nay chúng ta coi lại các tài sinh của chúng ta. Rồi nào chưa có dấu thì xong được vào cổng trại và được hưởng với ác quỷ. Cho nên các em chú ý, các đội trưởng đội phó chú ý. Rồi. Rồi. Xin đợi tất cả các trẻ sinh đi. Các trẻ sinh ơi, lối về phía sau hai bước.